Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với chuyên mục ARK vs Thực Tế. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Các loài khủng long mà chúng ta biết cho đến ngày nay không hề đơn điệu mà vô cùng muôn hình muôn vẻ. Trong những hình dung cũ, khủng long thường được khắc họa như những quái vật to xác, cồng kềnh và chậm chạp, mang những bộ da đầy vảy với màu sắc không xanh lá thì cũng xám xịt và chán ngắt. Nhưng ngày nay thì khủng long đã khoác lên mình nhiều điều mới mẻ, từ lông vũ cho đến những màu sắc đa dạng và cũng rất phong phú về kích thước. Trong số những loài khủng long được phát hiện trong vòng 10 năm trở lại đây, di trì được xem là một trong những giống loài độc đáo nhất. Chúng là một loài khủng long theropod có quan hệ rất gần gũi với nhánh khủng long phi điểu sau này tiến hóa thành chim, và chúng cũng có cánh, nhưng đôi cánh của chúng hoàn toàn khác biệt khi có cấu tạo bằng màng da giống như cánh của rực long và rơi. Đặc điểm ngoại hình này đã khiến cho Mê Khủng Long TV từng gọi di trì chính là loài khủng long giống rồng nhất. Và trong cuộc bầu chọn của cộng đồng game thủ ARK, di trì đã trở thành cái tên chiến thắng thứ 6 để được chính thức cập nhật vào game. Tuy nhiên khi vào game thì chắc chắn nó sẽ mang một cái tên khác cũng như nhiều đặc điểm khác so với thực tế. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về di trì trong game ARK và so sánh những thông tin trong thực tế nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trong hồ sơ ARK viết về Di, con khủng long này được mô tả như sau. Anh bạn đầy lông vũ này lớn hơn loài Di mà tôi biết. Bất chấp kích thước to lớn của nó, Di Linh vẫn đủ nhẹ để bám vào tường và có thể lượn qua những khoảng cách ngắn. Nó di chuyển bằng chân cũng rất nhẹ nhàng, có thể né tránh những đòn tấn công khi đang chạy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Di có vẻ thích những con mồi nhỏ hơn nó, với nó có thể phóng một loạt lông nhọn vào một con mồi bất hạnh trước khi lao vào để xé xác con mồi. Thứ vũ khí tầm sai độc đáo này tuy có thể khiến Di bị trụi lông trong một thời gian ngắn, nhưng lớp lông vũ bảo vệ này sẽ nhanh chóng mọc lại mà thôi. Về cơ bản thì Di được đánh giá là một sinh vật nhanh nhẹn cả trong chiến trận lẫn khi di chuyển. Dù không bay được hoàn toàn như những sinh vật biết bay, chúng có thể phóng và lượn trong không trung, bám vào các vách đá để phóng những trận mưa lông vũ sắc nhọn về phía đối phương. Ngoài ra, chúng còn một kỹ năng gây sát thương đặc biệt khác, đó là chiêu bổ nhào xuống đối thủ, gây ra một lượng lớn sát thương mà độ lớn sẽ tùy thuộc vào lượng máu còn lại của mục tiêu. Máu càng thấp thì sát thương càng lớn, có thể tạo ra một pha sốc đam cực mạnh. Không chỉ vậy, nó còn có thể gây ra những hiệu ứng khó chịu khác tùy vào loại lông vũ mà bạn lựa chọn. Chẳng hạn như có loài thì gây giảm tốc độ di chuyển, có loài thì gây nhiễm độc, có loài thì trừ giáp. Và để thuần phục Di trong game, bạn cũng sẽ phải trải qua một quá trình tương đối phức tạp và khó khăn. Bạn phải để cho nó tấn công trước bằng những đòn tấn công thường, đến một lúc nào đó thì nó sẽ tấn công bạn bằng đòn bổ nhào. Đúng lúc này, hãy canh thời điểm nó bổ nhào để ném quả gây choáng. Khi nó đã choáng thì bạn có thể cho nó ăn những loại thức ăn gây mê như biotoxin hoặc narcotics cho đến khi nó gục hẳn. Lúc đó quá trình thuần hóa có thể diễn ra như bình thường. Ngoài ra thì còn có một số thủ thuật và phương pháp khác mà các bạn có thể tham khảo trên các video YouTube và wiki của game, giúp các bạn có thể thuần phục Di một cách dễ dàng hơn. Di trong game có danh pháp hai phần đầy đủ là Di Linh. Trong khi đó, loài thực tế mà Di Linh lấy cảm hứng là Di Trì, một loài khủng long thuộc Scasorio Pterichidae sống vào kỷ Jura, cách đây khoảng 164-159 triệu năm trước ở Trung Quốc. Hóa thạch của nó được phát hiện tại huyện Thanh Long ở tỉnh Hà Bắc ngày nay, sau đó được bán cho bảo tàng Sơn Đông Thiên Vũ vào năm 2007, nơi các nhà cổ sinh vật học đã xử lý, nghiên cứu và mô tả nó là một loài khủng long hoàn toàn mới trước khi đặt cho nó cái tên Di Trì vào năm 2015. Di Trì có nghĩa là rực kỳ, dịch ra có nghĩa là đôi cánh kỳ lạ. Trong khi đó, Di Linh thì mình không đoán được chữ Linh này nghĩa là gì. Tuy nhiên, theo nhà làm game thì việc họ đặt tên loài trong game khác so với tên loài thực tế thì cũng giống như các sinh vật khác thôi. Đó là bởi loài trong game đã được thiết kế rất khác biệt so với thực tế và không muốn gây ra tranh cãi về những chi tiết đã được sáng tạo trong game. Chà như khủng long bảo chúa trong game không phải là Tyrannosaurus Rex mà là Tyrannosaurus Dominum, thế nên Di Trì và Di Linh cũng vậy. Di Trì trong thực tế là một loài khủng long rất đặc biệt. Chúng có quan hệ khá gần gũi với nhánh khủng long phi điểu tiến hóa thành chim sau này, và thật sự mà nói thì bộ xương hóa thạch cũng như ngoại hình phục dựng của chúng có nhiều điểm khá giống chim. Đặc biệt, chúng cũng có cánh, nhưng đôi cánh của chúng không phải có cấu tạo bằng lông vũ như cánh chim mà bằng màng da như cánh rơi hoặc cánh rực long. Chính vì thế trông Di Trì khá giống một con rồng phương Tây trong tưởng tượng của con người, ngoài trừ kích thước có phần hơi bé nhỏ. Chúng chỉ có kích thước tương đương một con chim bồ câu và cân nặng khoảng 3-4 lạng thời nay mà thôi.
Cơ thể của chúng cũng được bao phủ bởi lông vũ, có tác dụng cách nhiệt, cũng có thể để tạo thành một bộ cánh màu sắc phục vụ cho những mục đích như giao tiếp hay gây ấn tượng với bạn tình. Di linh trong ARK thì to lớn hơn di kỳ trong thực tế rất nhiều. Chúng đủ to lớn để chúng ta có thể cưỡi trên chúng khi bay lượn. Thiết kế của di linh trong game ARK không biết tham khảo từ đâu, nhưng khiến chúng ta dễ liên tưởng đến đại bàng đầu mèo ngoài đời. Phần mỏ thì lại hơi giống của chim Dodo. Tất nhiên chúng vẫn giữ lại đôi cánh bằng màng da đặc trưng của di chi. Theo các nhà khoa học thì đôi cánh này tuy độc đáo nhưng lại không đủ sức để di chi có thể bay lượn như các loài chim hiện đại. Vì thế chúng chỉ có thể lượn trong những khoảng cách gần, nhất là giữa các cành cây. Thế nên họ cũng phỏng đoán nơi di chi sinh sống là những rừng cây rậm rạp, nơi chúng có thể phát huy khả năng leo trèo và lượn, giống như sóc bay ngày nay. Di linh trong game do đó cũng không phải là loài chuyên bay, nhưng khả năng lượn của chúng cũng rất tốt. Có lẽ vì cái tên quá ngắn mà trong game, di linh là sinh vật duy nhất được đề cập bằng danh pháp hai phần đầy đủ, gồm tên chi là di và tên loài là linh. Trong thực tế thì tên của chúng còn ngắn hơn thế, khi tên loài ki chỉ có 2 ký tự. Đây là danh pháp khủng long ngắn nhất thế giới, cũng như một trong những danh pháp hai phần của sinh vật ngắn nhất thế giới. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về di linh và phiên bản ngoài đời thực của nó là di chi. Hy vọng là các game thủ ARK sẽ có những giờ phút chơi game thú vị cùng vật khủng long đặc biệt này. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.